Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Điện thoại Thanh Điền. Mọi người mua hàng thì xin liên hệ trực tiếp số điện thoại trên góc màn hình nha, 0396789566. Số này mình có sử dụng Zalo nữa, mọi người cũng có thể nhắn tin qua Zalo cho mình. Địa chỉ của mình là 452 ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Mình ở cách cầu Mỹ Thuận 3 km, cặp cái chân cầu Miễu Bà đó. Những người nào ở gần cũng có thể đến trực tiếp xem và test máy luôn, còn những người ở xa thì cứ gửi địa chỉ cho mình, bên mình sẽ gửi hàng đến tận tay mọi người nha. Mọi người được kiểm tra trước khi thanh toán, đúng hàng đúng máy thì nhận, còn không đúng thì cứ hoàn trả về cho mình. Đặc biệt bên mình bán hàng không cần phải đặt cọc trước và được bao phí ship toàn quốc luôn nha. Tất cả các dòng sản phẩm bên mình đều được bảo hành 3 tháng để cho mọi người yên tâm mà sử dụng. Trong 3 tháng đầu tiên nếu có lỗi làm gì thì mọi người cứ gửi về cái địa chỉ này cho mình, bên mình sẽ bảo hành và sửa chữa miễn phí cho mọi người. Và cái điều đặc biệt là cái phí gửi đi gửi gì trong quá trình bảo hành thì bên mình cũng sẽ chịu hoàn toàn luôn, cho nên mọi người cứ yên tâm ha, không phải phát sinh thêm một cái khoản phí nào nữa cả. Về cái vấn đề bảo hành thì bên mình cũng sẽ dán cho mọi người một cái con tem như thế này nha. Ở trên con tem mình có ghi ngày tháng và năm luôn đó, thì mọi người không gỡ con tem này ra trong khoảng thời gian bảo hành nha. Thì mình bảo hành 3 tháng là bảo hành bên trong máy thôi, còn phần vỏ sườn nè và màn hình, nhất là cái màn hình nha mọi người. Trước khi mọi người thanh toán này nhớ kiểm tra thật là kỹ, do bên mình không có bảo hành cái màn hình cho nên mọi người nhớ kiểm tra thật kỹ nha. Sau này sử dụng có nước bể cảm ứng hay là loạn liệt, đốm mực, đốm sọc hay là gì đó là mọi người tự chịu trách nhiệm, cho nên mọi người nhớ kiểm tra thật là kỹ nha. Bên mình không bảo hành màn hình và vỏ sườn luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu sản phẩm đầu tiên của ngày hôm nay á, là mình muốn gửi đến mọi người là một con Realme 5i ha. Con máy đầu tiên của ngày hôm nay mình sẽ giảm giá cho mọi người 100k nha, là 1,3 triệu nha mọi người. Con máy này là 1,3 triệu nè, Realme 5i, màn hình IPS LCD nha. Kích thước màn hình của con máy này là 6.52 inch mọi người, 6.52 inch nha. Đây mình sẽ cho mọi người xem cái phần thông tin giới thiệu của máy nè. Đang chạy phiên bản Android 10, RAM 4, bộ nhớ lưu trữ là 64GB, chạy con chip NAP 665. Pin của máy là 5000mAh, con máy này pin rất là cầm luôn nha mọi người. 5000mAh thì pin rất là trâu ha, màn hình to, sóng khỏe, pin trâu, giá chỉ có 1,3 triệu cho con máy này thôi nha. Chụp hình thì 13MP, con này chụp hình nhìn rất là rõ nét nè. Vỏ sườn ngoại hình là màu xanh nhám, lưng nhám có chạy nhâm nhâm nha mọi người. Nó bị mẻ một góc xíu chỗ này ha, không ảnh hưởng gì, còn màn hình thì sáng đẹp, không ám ố, không dày xước nha. Riêng con máy này hôm nay em bán giá 1,3 triệu. Mã số của máy là 788, có tặng đầy đủ phụ kiện hết nha mọi người. Cường lực phụ kiện đầy đủ bên mình là gồm có là ốp lưng nè, cường lực, cốc sạc, cáp sạc và quay trục sim nha. Đó là đầy đủ bên mình rồi đó. Không có tai nghe nha mọi người, bên mình không có tặng tai nghe ha. Rồi tiếp theo là một con Nokia C20. Con này màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị HD cộng nha. RAM 2, bộ nhớ lưu trữ là 32GB, sử dụng pin 2950mAh. Thì con máy này mình bán cho mọi người chữa cháy thôi mọi người. Được có cái là màn hình nó to ha. Màn hình to thì mình nhìn chữ số rất là rõ nè. Đây là hai số email để mình đối chiếu lúc nhận hàng nha. Phiên bản coi là 11. Máy này hỗ trợ 2 sim 2 sóng. Màn hình thì sáng đẹp, không ấm ú, không chạy xước, cảm ứng mượt mà lắm mọi người. Thì con máy này nó có một khuyết điểm nha, là pin máy bị phù. Này mình có thể tháo nắp lưng ra, mình pin rời nha. Mọi người có thể lên các trang bán hàng đó, mọi người đặt con pin này, pin của Nokia. Mọi người cứ gõ vô lên pin Nokia C20 là mua gì một nguyên pin này ha. Con này cũng tầm hơn 100, mọi người cũng không mắc lắm nha, vì mọi người tự thay vô. Còn không mọi người để gì sử dụng cũng được, nó hơi phù nhưng mà pin còn rất là cầm nha. Máy này còn rất là cầm pin. Thì giá bán của mình bán hôm nay chỉ có 600k thôi mọi người. 600k mà được một con máy màn hình to 6.5 inch ha. Con này thì mình sử dụng được tất cả các chức năng luôn. Đang chạy phiên bản Android 11 cho nên là mình xem YouTube nè, Zalo, Facebook, lướt TikTok còn ngon lành hết nha mọi người. Rất là rẻ ha, chỉ có 600k thôi. Mã số là 801. Thì hiện tại mình phụ kiện của con máy này mình chỉ tặng là cái này, là mình chỉ tặng cốc sạc và cáp sạc thôi nha mọi người. Hiện tại cường lực này mình cũng không có ốp lưng luôn ha. Tặng sạc cho mọi người thôi, vì để vậy mình sử dụng vẫn được nha, hoặc không thì mình thay một viên pin mới đó. 600k rất là rẻ tiền luôn. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy A50s. Con này thì màn hình riêng nha, màn hình riêng Super AMOLED, kính nó có hơi chạy xước như thế này nè. Cái này là dính vân tay nha mọi người, cái bên đây nè, nó những cái đường chạy xước nè ha, xước ít nè. Màn hình thì sáng đẹp, không ám ố gì hết. Màn này màn hình AMOLED nha mọi người. Kích thước của màn hình là 6.4 inch.
Con này hiển thị là Full HD cộng. Bộ nhớ lưu trữ là 64GB nha, RAM là RAM 4 nè. Đang sử dụng pin là 4000mAh, máy này hỗ trợ sạc 15W, đuôi sạc Tasi, đuôi sạc lớn nè mọi người. À, có sạc nhanh luôn ha. Đây là hai dòng suối mây để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng. Máy đang chạy phiên bản Android 11 nha, hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng. Màn hình sáng đẹp không ám mố, không chạy xước gì hết. Màn hình pin nha mọi người, màn hình pin AMOLED luôn. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 48MP, con này chụp hình là do cái hiện tại nó hơi mờ xíu do cái kính camera chỗ này nó bị nứt nè. Thì hiện tại là máy này máy game cho nên mình chưa có thay kính nha. Nếu mọi người chốt hàng xong mình sẽ, trước khi mình gửi cho mọi người, mình sẽ thay cái kính camera này cho mọi người ha. Nói chung là kính đẹp nha. Vỏ sườn thì nắp lưng này còn dán keo nè, cho nên mình nghĩ nó rất là bóng đẹp ở bên trong thì mình chưa tháo ra ha. Còn cái phần cái sườn này thì nó có đây, mẻ đây một miếng nhỏ nha. Và nó hơi chóc sơn đó mọi người, chóc sơn si nè. Đây là bệnh chung của một số dòng Samsung nha. Mình xài một thời gian thì bị chóc sơn như thế này. Thì hôm nay mình bán con máy này giá là 1.900.000, mã số 770. Có tặng đầy đủ phụ kiện nha, máy nguyên zin luôn nha mọi người. Đây là một con máy A50S nguyên zin chưa sửa chữa. Giá 1.900.000, mã số 770, tặng đầy đủ phụ kiện hết luôn nha. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy A22, con này là bản 4G nha mọi người. Màn hình zin Super AMOLED nè, kích thước của màn hình là 6.4 inch, hiển thị là HD cộng. Bộ nhớ lưu trữ 128GB, RAM 6GB, sử dụng pin là 5000mAh. Con máy này hỗ trợ sạc 15W nha, đuôi sạc Tasi, có sạc nhanh cho mọi người luôn. Và đây là hai dòng suối mây để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Máy đang chạy phiên bản Android 11, hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng. Màn hình sáng đẹp không ám hố, cảm ứng mượt mà lắm mọi người, cảm ứng rất là mượt ha. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 48MP. Con máy này sử dụng là 4 cam sao, một đèn LED nha, có hỗ trợ vân tay chỗ nút nguồn chỗ này luôn. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn nó có hơi chày theo năm tháng nè mọi người, có chày nhâm 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 như thế này. Chày thôi ha, chứ cũng không có cấn mớp nứt bể gì nha. Thì hôm nay bán con máy này giá là 2.800.000, mã số 771, có tặng đầy đủ phụ kiện hết luôn nha. 2.800.000 nha mọi người. Máy nguyên zin A22 5G này là nguyên zin chưa sửa chữa luôn. Là giá 2.800.000, mã số là 771. Tiếp theo là một con Oppo A5s nha. Con này thì màn hình IPS LCD. Kích thước của màn hình là 6.2 inch, hiển thị HD cộng. Chạy con chip Helio là B35. RAM 3, bộ nhớ lưu trữ 32GB, sử dụng pin là 4230mAh. Con máy này pin cũng rất là cầm pin ha. Đang chạy phiên bản Android 8.1 nha, hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng. Và đây là hai dòng suối mây để cho mọi người đối chiếu lúc nhận hàng. Màn hình sáng đẹp không ám mố, không chạy xước gì hết, cảm ứng thì rất là mượt mà luôn. Về phần chụp hình, camera chính của máy là 13MP, con này chụp hình nhìn cũng rất là rõ nha. Đây, đó, rất là rõ nét nè. Vỏ sườn màu đỏ bóng đẹp lắm mọi người, rất là bóng đẹp, chưa có chạy xước gì hết ha. Thì hôm nay mình bán con máy này giá chỉ có 1.000.000 thôi nha, mã số 812. Tặng phụ kiện đầy đủ luôn mọi người. À, những dòng máy này mình tính ra hiện tại rất là rẻ nha, rẻ hơn các điểm bán khác nằm khoảng 200k nha. Là 1.000.000 nè, được bao phí ship nè, tặng phụ kiện đầy đủ nữa nè. Tính ra tiền phụ kiện với tiền phí ship là tầm khoảng 150 đó mọi người. À, rất là rẻ ha, nguyên con máy luôn mình bán có 1.000.000 thôi. Rồi, tiếp theo là một con Oppo A93, con này là màn hình zin Super AMOLED nè. Kích thước của màn hình là 6.43 inch, hiển thị Full HD cộng. Chạy con chip Helio là B95. Còn 12% pin. Bộ nhớ lưu trữ là 128GB, RAM là RAM 8 cộng 3, phiên bản Android hiện tại là Android 12 ha. Máy này sử dụng pin 4000mAh, hỗ trợ sạc là 18W nha, đuôi sạc Tasi, có sạc nhanh luôn. Đây sẽ là hai suối mây, thì mình cho mọi người xem hai suối mây để mình đối chiếu nè. Đó. Màn hình thì nó màn zin hơi lưu ảnh nhẹ nha mọi người. Nhìn kỹ nè ha, đó, hai cái điểm này điểm lưu ảnh nhẹ của máy không ảnh hưởng gì nha. Cảm ứng thì rất là mượt mà, con này camera trước nằm ẩn trong màn hình luôn mọi người. Đây, ẩn trong màn hình nhìn rất là đẹp ha. Cam chính của máy là 48MP, thì con này nó bị lỗi vân tay nha. 4 cam sao, một đèn LED. Và hiện tại vân tay trên màn hình không hoạt động được. Ngoại hình này, vỏ sườn con này là màu xanh bóng nha mọi người. Rất là đẹp luôn, chưa có chạy xước, cấn mớp gì hết. Thì hôm nay mình bán con máy này giá là 2.500.000, mã số 747. Mình không có chưa mua được ốp lưng của dòng này nha. Có tặng là cường lực cốc sạc, cáp sạc, về chụp sim, không có ốp lưng ha. Rồi, tiếp theo là một con Realme C3i. Đây chắc hẳn là một con máy rất là thích hợp cho những cô chú lớn tuổi nè.
mình nhìn không gõ gõ chữ gõ số thì mình nên chọn những con máy như thế này nè. Thì thiết kế màn hình của nó là màn hình IPS LCD nha. Kích thước của màn hình là 6.5 inch, rất là lớn luôn mọi người, mình nhìn chữ số rất là rõ nha. Cái màn hình này là màn hình pin theo máy cho nên là mình nhìn á, mình cảm quan mình nhìn mình thấy nó hơi hồng hơn mức bình thường xíu. Nhưng mà mình lên hình thì nhìn nó rất là sắc nét nha. Đây là màn hình pin. Phiên bản gọi hiện tại là Android 10, RAM 2, bộ nhớ lưu trữ là 32GB. Đặc biệt thì con này sử dụng pin 5000mAh cho nên rất là trâu mọi người, rất là cầm pin luôn. Màn hình thì cảm ứng mượt mà nè. Đó, cảm ứng rất là mượt. Ở góc màn hình nó có mẻ một cái điểm nhỏ xíu, cái này là mẻ mặt dưới mọi người, mặt dưới của cái màn hình cho nên là nó cái chỗ này nó mình nhìn thấy mẻ thôi chứ mình gờ nó không có ấy ha, nó vẫn mượt mà chỗ này. Mặt dưới thôi mà, mặt trong á. Phần ngoại hình thì vỏ sườn màu xanh nhám nha, vỏ thì cũng còn khá là cứng cáp, tuy là nó có hơi chày nhăm nhăm nhưng cũng còn khá là cứng cáp nha. Thì hôm nay mình bán con máy này giá chỉ có 850k thôi, mã số là 802, có tặng đầy đủ phụ kiện nha. Thì giờ đây là một con máy rất là thích hợp cho những cô chú lớn tuổi nha, mình nên sở hữu những con máy thế này. Thứ nhất là màn hình to, mình nhìn chữ số rất là rõ luôn nè. Thứ hai là pin nó rất là cầm nha, rất là trâu luôn, sạc đầy pin có thể nghe gọi từ 3 đến 4 ngày, rất là cầm pin. Và một cái nữa đặc biệt là giá thành con máy này rất là rẻ, 850k mà còn được bao phí ship tặng đầy đủ phụ kiện nữa mọi người. Tính ra con máy này chắc còn tầm khoảng 700k đó. Nếu mà trừ tiền mà không tính tiền phí ship và không tính tiền phụ kiện nữa là chắc còn khoảng 700k đó ha. Rất là rẻ tiền nha. 850k cho một con máy màn hình to, pin trâu, sống khỏe mà giá rẻ nữa nè. Rồi, tiếp theo là một con Redmi Note 7 nha. Oppo Redmi Note 7, màn hình pin Super AMOLED, kích thước của màn hình là 6.43 inch. Màn hình rất là đẹp luôn mọi người, màn hình pin nha. À, mình đang quay phim cho nên cái camera màn hình nó hơi nháy đó mọi người, chứ trên cái màn hình này là không có nha, màn hình thì rất là đẹp. Tôi sẽ cho mọi người xem cái phần giới thiệu về thông tin máy nè. Phiên bản Android hiện tại là con này đang chạy phiên bản Android 14 nè. Bộ nhớ lưu trữ 128GB, chạy con chip Snapdragon là 680. Dung lượng pin 4500mAh, con này có kích thước màn hình là 6.43 inch. RAM 8+4. Camera trước là 32, cam sau là 64MP ha. 64MP thì con này chụp hình rất là rõ nha mọi người, rất là nét luôn. Đó. Chụp hình rất là rõ nha. 2-3 cam sau, một đèn LED và có hỗ trợ vân tay nằm trong màn hình. Máy này vân tay còn rất là nhạy nha. Cảm ứng thì mượt mà, màn sáng đẹp không áo mố, không chày xước. Vỏ sườn con máy này nó đẹp như mới luôn mọi người, vỏ màu đen nhám nha, rất là bóng đẹp luôn. Sườn bóng nè, lưng này nhám nè, rất là đẹp ha. Thì hôm nay mình bán con máy này giá là 4 triệu nha, mã số 807. Hiện tại mình chưa mua được ốp lưng của dòng này. Phụ kiện kèm theo là gồm có cường lực, cốc sạc, cáp sạc và que chụp sim, không có ốp lưng nha. 4 triệu nha mọi người, RAM 8+4, bộ nhớ 128GB. Pin của máy là 4500mAh, thì con này nó hỗ trợ sạc lên đến là 33W nha. Sạc nhanh cho mọi người luôn. Rồi, tiếp theo là một con Redmi 9A. Đây cũng là một cái dòng máy rất thích hợp cho những cô chú lớn tuổi nè. Màn hình nó rất là to nha. Kích thước của màn hình của máy là con này là 6.53 inch nha mọi người. 6.53 inch là rất là lớn luôn. Đây, phần giới thiệu về thông tin máy nha. Chạy con chip Helio G25. Bộ nhớ lưu trữ là 32GB. Phiên bản gọi hiện tại là Android 10. Máy này hỗ trợ 2 SIM 2 sóng nha. RAM của máy là RAM 2 nè. Màn hình thì sáng đẹp. Để mình cho mọi người xem cái số email của máy luôn. Đó, số email của máy nè. Màn hình sáng đẹp, không áo mố, không chạy xước gì hết. Cảm ứng thì mượt mà. Con máy này rất là cứng cáp mọi người. Vỏ sườn rất là cứng cáp. Vỏ sườn màu xanh nhám ha. Chung là cũng có chày nhâm nhâm rất là nhẹ mọi người. Con máy nhìn cũng còn khá là đẹp nè. Thì mình có tặng đầy đủ phụ kiện cho máy luôn ha. Giá chỉ có 900k thôi. Mã số là 815. Một con máy là màn hình to nè. Màn hình to, pin trâu, sống khỏe. Giá chỉ có 900k thôi mọi người. Đây cũng là một con máy rất là thích hợp cho những cô chú lớn tuổi ha. Hoặc là mình mua cho bé mình sử dụng cũng được mọi người. Nói chung là thích hợp cho những người không có nhu cầu chơi game. Tại con máy này cấu hình RAM nó có 2GB rồi mọi người. Game 2GB thì bây giờ mình chỉ chơi những cái game offline, game nhẹ nhẹ được ha. Còn những game mà online có cấu hình 3D như bây giờ 3D, 4D á, là máy này chạy không nổi nha. Có nghĩa là những cái game trực tuyến á mọi người là nó sẽ chạy không nổi. Còn mình tải game offline gì máy mình chơi vẫn được bình thường ha. Đặc biệt thì con máy này pin rất là trâu, rất là cầm pin nha. Giá 900k, mã số 815, có tặng đầy đủ phụ kiện luôn. Và đây là một con
iPhone 7 Plus nè mọi người, máy quốc tế ha. Con thì có iCloud nhưng mình đã ẩn rồi nha. Mọi người về mọi người cứ nhập iCloud của mình vô sử dụng bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Phiên bản iOS hiện tại là 15.8.1. Dung lượng pin là 32GB ha. Đây là cái số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. À, con máy này hiện tại là có một anh bạn của mình đang làm ở Bình Dương đang đặt hàng rồi nha. Nhưng mà chắc qua nay bận hay gì đó, mình lên tiếp đây, sẵn đây mình lên sóng luôn. Tại vì mình còn một số dòng máy giống như thế này nữa mọi người. Cho nên mình có cái mẫu này mình lên sẵn, mình lên đây ha. Mọi người có đặt hàng thì mình sẽ cho mọi người xem một con máy khác gần tương tự giống như thế này nha. Con này thì bộ nhớ lưu trữ của máy này là 32GB. Số máy để mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản iOS hiện tại là 15.8.1. Con này nó vân tay còn rất là ok nha. Đây, chỉ có một đốm sáng nhỏ xíu chỗ này nè. Tình trạng pin hiện tại của máy, con máy này là 98%, dung lượng pin còn khá là cao đó mọi người. Màn hình thì sáng đẹp ha, có đốm sáng nhỏ xíu đó, cảm ứng rất mượt mà luôn. À, về phần chụp hình con máy nữa, một cái khuyết điểm nhỏ chỗ cái phần chụp hình nha. Có nghĩa là gì? Mình chụp hình cam này cam F1 rất là rõ ha. Mình muốn zoom gần thì mình cũng zoom như thế này nha, chứ X2 nó không có sử dụng được mọi người, nhưng mà mình zoom lên vẫn lên tới X2 nè. X1, X2 chỉ là chụp xa chụp gần thôi mọi người, nhưng mà hiện tại là nó không còn sử dụng được X2, có nghĩa là phía sau này nó có hai cái cam nè, nó hư một cái, còn một cái sử dụng được bình thường nha. Ngoại hình thì vỏ sườn con này màu vàng gold rất là đẹp mọi người, vỏ sườn cứng cáp ha, có chày nhăm nhăm nhẹ phẩy nhẹ thôi. Thì hôm nay bán con máy này giá là 1.9.000 nha, mã số 771. Còn những con máy khác mình có những con 7 lút khác có thể là vỏ nó xấu hơn thì mình bán cũng giá thành nó chắc chắn nó sẽ rẻ hơn con máy này nữa ha. À, hiện tại thì con này là 1.9.000 nha, mã số 771, có tặng đầy đủ phụ kiện luôn. Tiếp theo là một con Vivo i11, con này hôm nay mình bán giá chỉ có 1.000.000 thôi mọi người. Màn hình IPS LCD nha, kích thước của màn hình là 6.35 inch, hiển thị là HD+, chạy con chip NAP 439. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 11, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Và đây là hai dòng số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng ha. Sử dụng pin là 5000mAh, con máy này pin rất là trâu mọi người. 5000mAh thì dung lượng pin rất là cao ha. Mình sạc đầy pin có thể nghe gọi từ 3 đến 4 ngày luôn nha. Màn hình thì sáng đẹp, không ám mốn, không chạy xước gì hết. Cái gì ngoại hình thì cái vỏ sườn này hơi xấu nha mọi người, cũng hơi chạy xước khá là nhiều, vỏ mọi người màu đỏ ha. Thì hiện tại mình có tặng mọi người là đầy đủ phụ kiện, có tặng ốp lưng lên để hạn chế chạy ha. Giá bán là 1.000.000, mã số là 806. Mọi người đang xem video nhớ bấm cho mình một like để ủng hộ mình nha. Thì mình có thể tham khảo, mình xem mình tham khảo cũng được, mình xem mình không mua cũng được. Mà nhưng mọi người bấm cho mình một like là mình đã vui lắm rồi ha. Thì còn cái phần giá cả thì mọi người có thể tham khảo nha. Tham khảo giá trên các trang, các mạng hay các cửa hàng. Thì mọi người cứ tham khảo thử. Thì nếu như mọi người cảm thấy nơi nào rẻ thì mọi người mua ha. Tiện đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái câu chuyện mới ngày hôm qua. Có một shipper giao hàng tới cho mình ha. Có nghĩa là không giao hàng, phải là giao cho mình đặt nhưng mà người khác đặt. Người ta kể một câu chuyện như thế này, là người ta mới giao hàng xong luôn ha. Có cái trường hợp là bán một cái iPhone ở ngoài đó đó mọi người, là ngoài hộp ghi là một cái iPhone nha, iPhone 8 Plus nha mọi người. Gói một cái hộp iPhone ở trong, có đóng niêm phong lại, xong rồi bỏ ra ngoài cái hộp giấy là bán hình như là 1.6.7.000 gì đó, mình không nhớ rõ, nhưng mà là cho không cho khách kiểm tra hàng nha mọi người. Bán hàng bây giờ trường hợp như thế này, mọi người nhớ thật kỹ nha, mọi người mua ở chỗ của mình cũng vậy, hoặc là mua bất kỳ nơi đâu cũng vậy, nhớ là phải kiểm tra hàng mới thanh toán nha. Với con máy hôm qua mình thấy á, ở trong nó không có phải là cái cây iPhone 8 Plus mọi người, nó là cùng một con máy Nokia nhỏ xíu gì nè, nó nhỏ xíu à đó. Rồi dán keo lên trên cái hộp ở trong nữa, mà con máy nó không có sử dụng được. Nếu con máy đó hôm nay mà đem tới cửa hàng bên mình mua chắc được 10.000 á, nhưng mà người ta đang bán con máy là 1.6.7.000, không cho kiểm tra hàng mọi người, là chỉ được tháo cái hộp giấy ở ngoài, nhìn thấy cái hộp ở trong, hộp điện thoại ở trong thôi. Có nghĩa là nó như thế này nè, mình ví dụ nha, hôm nay ví dụ cái hộp iPhone như thế này là dán niêm phong lại luôn, không cho mở cái hộp này ra. Trong này là biết có con máy có nặng nặng đó, nhưng không biết cái gì, là hôm qua á, là có nghĩa là cái niêm phong nó bị mất rồi, mình mới dở cho mình xem. Ở trong nó không có một con máy thế này đâu mọi người, nó là một con máy tí tẹo như này, nhỏ xíu như này ha. Mà nói chung là con máy nó không có xài được, nó hư rồi, mà bán là 1.6.7.000 đó mọi người. Cho nên mọi người nhớ cẩn thận nha.
Đây mình chỉ chia sẻ cho mọi người để mọi người cảnh giác hơn thôi. Mình bán hàng, mình mua hàng á, nhớ phải được kiểm tra, mở nguồn lên. Nhiều khi á, giao con máy như thế này chưa chắc thì con máy này nó xài được nữa. Cho nên mình phải mở nguồn lên, mình test nha. Mình test chức năng máy nè, test sim, sóng, sạc, wifi đầy đủ hết mình mới nhận hàng nha mọi người, nhớ nha. Mình cũng thường nhắc đi nhắc lại mọi người rất là nhiều lần luôn. Mình phải kiểm tra trước khi thanh toán, đời bây giờ không có ai tin ai được hết mọi người. Kiểm tra giùm mình đi, của mình bán cũng được hay là ai bán cũng được. Tiền mình bỏ ra là mình phải được kiểm tra mọi người, chứ không có ai mà bỏ tiền ra mà không có được kiểm tra. Biết đâu những cái mà mình nhận lại nó không phải là cái điện thoại, nhiều khi nó là cái cục chặn giấy của không chừng, cái cục gạch của không chừng nữa mọi người. Cho nên mọi người nhớ ha, đây là cái bài học mà mình đã mới thấy ngày hôm qua, cho nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Đây là mình để mình cảnh giác hơn thôi mọi người. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi ha. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn gửi đến mọi người là một con Samsung A03 Core. Con này thì màn hình của máy là màn hình LCD nha. Kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị HD+. RAM này RAM chỉ có 2GB thôi mọi người. Bộ nhớ lưu trữ là 32GB, sử dụng pin thì 5000mAh nha. Con máy này màn hình nó có một cái đốm sáng nhỏ xíu chỗ này. Thì bên mình cũng quay, mình sẽ ghi hình lại, mình sẽ cho mọi người xem những cái khuyết điểm nhỏ và lớn luôn ha. Nếu như có, mình sẽ cho mọi người xem nha. Mình không có che giấu những cái khuyết điểm. Giống như hồi nãy cái máy ở đây. Cái máy này nếu như mình không có chỉ mọi người cái điểm lưu ảnh này á, chắc chắn mọi người cũng sẽ không thấy đâu. Nhưng mà mình bán thì mình sẽ chỉ hết những cái khuyết điểm lớn nhỏ của máy, mình không có giấu nè. Mọi người nhìn trên màn hình đâu có gì đúng không? Sáng đẹp nhưng thật sự nó có nha. Đây nè, mình sẽ soi thật là kỹ. Nếu mà mình không nói gì mọi người cũng chưa chắc gì để ý nè ha. Nhìn rất là kỹ ở dưới ha. Cái dấu cộng nè, dấu cộng nó rất là mờ mà hồng hồng ở dưới á. Bên đây có hình ngôi nhà rất là nhỏ. Đó, mình sẽ soi thật là kỹ cho mọi người, mình không có che giấu gì hết nha. Nếu mọi người chấp nhận đồng ý thì mình mua thôi, còn không đồng ý thì mình cứ xem qua cũng được. Chứ không phải là mình che giấu để mình bán được cái món hàng đó rồi sau này về mọi người phát hiện ra thì cũng vậy, mình mất uy tín còn hơn cái món hàng mình bán ra cái lợi nhuận đó mọi người. Cho nên là mình sẽ cho mọi người xem thật là kỹ những cái khuyết điểm. Ví dụ nè, máy này có cấn mấy cái góc này hơi chày chày nhẹ nhẹ ha. Đó, cho mọi người xem luôn. Màn hình có cái đốm sáng nhỏ xíu nè. Dẫn quay cho mọi người xem luôn ha. Rồi, thì cũng không ảnh hưởng gì đâu mọi người, chỉ đốm sáng nhỏ không ảnh hưởng gì. Con máy pin 5000 thì đây cũng là một con máy nó rất thích hợp cho những cô chú lớn tuổi nha. Mình lớn tuổi thì mình nhìn chữ không có rõ thì mình nên chọn những con máy như thế này. Thì được cái là chữ nó to, màn nó to đó mọi người, cho nên chữ nó cũng to, là số nó nhìn cũng to, dễ nhìn hơn ha. Màn hình này thì cũng sáng đẹp, dễ nhìn lắm mọi người, sáng lắm. Còn cái phần ngoại hình thì vỏ sừng còn khá là cứng cáp ha. Vỏ này vỏ màu xanh nhám, còn khá là cứng cáp nè. Nó bị hồi nãy mình có chỉ mẻ chỗ này chút xíu nha. Thì tuy nhiên là con máy này mình chưa có mua được ốp lưng, phụ kiện kèm theo thì mình có tặng cho mọi người là cường lực nè, cốc sạc, cáp sạc và que chọc sim. Này về mọi người mua ốp lưng ốp vô ha. Thì hôm nay bán con máy này giá chỉ có 950k thôi, mã số là 798. Đặc biệt là bên mình là bán tất cả các dòng sản phẩm của các nhiều hãng khác nhau, nhưng mà mình không bán máy là máy phay nha mọi người. Có nghĩa là bên mình bán là cam kết là máy chính hãng 100% ha. Còn cái nào mà máy phay lâu lâu mình có con mình sẽ nói với mọi người, con này không phải là máy chính hãng hay là máy phay hay là hàng dựng hàng gì đó, mình sẽ nói rõ cho mọi người biết ha. Còn lại là những cái ngày hôm nay là mình bán là máy chính hãng 100% nha. Rồi tiếp theo là một con Samsung Galaxy, xin lỗi mọi người, con này con Huawei Nova 3i, con này hãng của Huawei ha. Màn hình thì màn hình LCD, kích thước là 6.3 inch, hiển thị Full HD+ nha, để mình tăng độ sáng lên cho mọi người nhìn nè. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy Huawei Nova 3i nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 9 nha. Đây là hai dòng xối mây để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng. RAM 4, bộ nhớ lưu trữ là 128GB, sử dụng pin là 3340mAh. Thì con này cấu hình cũng cao, RAM 4 ha. Bộ nhớ lưu trữ lớn nè, 128GB, nhưng mà con này thì nó có một cái khuyết điểm là dung lượng pin nó hơi thấp. Pin nó chỉ có 3340mAh thôi mọi người. Chứ con này mà được dung lượng pin từ 4 đến 5000 là quá tuyệt vời luôn ha. Chạy con chip Kirin 710 nha. Màn sáng đẹp, không áo mố, không chạy xước gì hết, cảm ứng thì mượt mà. Về phần ngoại hình á thì vỏ sườn con này là màu trắng bóng nha. Nhưng mà vỏ sườn cũng còn khá là cứng cáp nha mọi người. Nó có một cái khuyết điểm nha. Đây, cái kính camera nó bị nứt cho nên là mình chụp hình nhìn cảm giác nó hơi mờ đó mọi người. Hơi mờ hơn mức bình thường ha.
nè, chung là nứt chỗ này đó. Thì hiện tại mình không có cái kính này mình thay, cho nếu như mình có mình sẽ thay kính mới cho mọi người luôn rồi. Hôm nay mình bán con máy này giá 900k nha, mã số 808. Thì mình không có ốp lưng, mình có tặng là cường lực, cốc sạc, cáp sạc cho ba chục sim. Cái này thì những người mà những bạn nào có nhu cầu mình chơi game mà mình cần cái máy chơi game chữa cháy mọi người, thì mình nên sở hữu con máy này được nè. Tại vì nó là RAM 4 rồi, RAM 4 còn nhớ 128GB thì cũng có thể chơi game chữa cháy cũng ngon lành này ha. Con này đang chạy là phiên bản ha, Android 9, nói chung là cũng ổn rồi mọi người, chơi game được rồi ha, chữa cháy ngon lành. Giá 900k nha, mã số là 808. Tiếp theo là một con Vivo Y19. Đây là một con máy màn hình á IPS LCD kích thước 6.53 inch, màn hình này rất là lớn nha. Hiển thị là Full HD cộng, chạy chip là Helio B65. Màn hình nó có khuyết điểm nè mọi người, nó có hai cái đốm sáng như hai con mắt luôn. À, có một cái khuyết điểm như thế này thôi, ngoài ra là ngon lành nha. Máy này chạy rất là ổn luôn. Pin trâu. Pin đã lên đến 5000mAh nha mọi người. Còn về phần cấu hình á, con này thì để mình cho mọi người xem cái phần giới thiệu về thông tin nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 12 nè, RAM là RAM 6 nha, bộ nhớ lưu trữ 128GB. Đây là hai số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Con này sử dụng là bộ pin là pin 5000, pin rất là trâu luôn mọi người. Màn hình thì cảm ứng rất là mượt nha, màn cũng khá là ok, chỉ có hai cái đốm sáng nhỏ. Hai cái đốm sáng đó khi mình bấm sang nền trắng như thế này mình nhìn mới thấy nha, còn mình bấm sang nền đen là nó không còn thấy đốm sáng nữa nha mọi người. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn màu đen, con này thì đẹp ken luôn rồi, rất là đẹp, lưng còn dán keo này ha. Cái này mình về mình lột keo này ra, mình nhớ dán keo bóng, keo trong hoặc keo bóng cũng được mọi người, dán vô xong rồi mình mới sử dụng ốp lưng nha, để tránh cái trường hợp mà mình không dán keo mà mình sử dụng ốp lưng đó mọi người. Một thời gian sau nó sẽ như thế này nè, đó, nó sẽ nổ răng 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 như thế này. Đây là tình trạng của những máy xài ốp lưng mà không dán keo ha, nó sẽ lọt cái hạt bụi vô, nó sẽ cà cái máy mình như thế này nè, nó rất là xấu luôn. Cho nên mọi người nhớ nha, dán keo trước rồi mình máy sử dụng ốp lưng. Thì hôm nay em bán con máy này với giá là 1,5 triệu nha, mã số 761. Mình thấy một số điểm bán con máy này hình như là 1,7-1,8 triệu mọi người. Nhưng mà do hiện tại con máy của mình đó là nó bị cái đốm sáng nhỏ chỗ này, nếu như mọi người chấp nhận thì mọi người nên mua những con máy thế này để tiết kiệm được một số tiền kha khá ha. Đó, như thế này thì có hai đốm sáng không ảnh hưởng gì, màn hình vẫn cảm ứng vẫn mượt mà hoạt động tốt, nhưng mà giá thì được giảm mấy trăm k luôn mọi người. Nói chung là rẻ hơn khoảng 300k so với cái máy màn hình đẹp xíu ha. Thì 1,5 triệu nha, hiện tại mình cũng chưa mua được ốp lưng của dòng này, mình có tặng cho mọi người là cường lực, cốc sạc, cáp sạc và que chọc sim. Vỏ xương này rất đẹp luôn nha. 1,5 triệu Vivo Y19. Tiếp theo là một con Reno 4. Con này thì màn hình nó hơi già xíu nha mọi người. Đây nè, mọi người nhìn cái màn hình nó có cái viền hơi vàng vàng nè. Nói chung là màn này nó hơi già, mà lên hình thì nhìn lại rất là đẹp. Màn hình này màn hình AMOLED nha. Kích thước của màn hình là 6.4 inch, hiển thị là Full HD cộng. Con máy này màn hình rất là đẹp mọi người, ở vô trong nhìn màn trắng là rất đẹp. Chạy con chip là Snapdragon 720G. RAM là RAM 8+3, phiên bản coi hiện tại là coi 12. Sử dụng pin 4015mAh, con này hỗ trợ sạc là 30W, đuôi sạc taxi. Thì con máy này là có sạc nhanh cho mọi người luôn ha. Đây là số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 48MP, con này thì chụp hình nhìn rất là rõ nét luôn mọi người. Cảm ứng màn hình rất là mượt mà ha, cam trước nằm ẩn trong màn hình luôn, cho nên mình nhìn cái màn hình nó rất là rộng. Về phần ngoại hình, cái mặt lưng này nè, cái lưng này thôi nha, là còn dán keo nha, mình thấy nó còn dán keo. Mình chưa có tháo ra nhưng mình nghĩ ở trong nó rất là bóng đẹp á. Còn về cái sườn thì cũng còn khá ha, nói chung là cũng nhâm thôi mọi người, cũng không có chạy xước gì nhiều. Thì hôm nay mình bán con máy này với giá là 2,2 triệu nha, mã số là 797. Con máy này mình lột cái ốp lưng này ra là sườn, vỏ sườn đẹp đó mọi người. Đẹp ha, có màn nó hơi già xíu. 2,2 triệu nha, mã số 717. Con này mình chưa có mua được ốp lưng, phụ kiện kèm theo là chỉ thiếu ốp lưng thôi ha, cường lực, cốc sạc, cáp sạc cho que chụp sim. Rồi tiếp theo là một con Samsung Galaxy A51. Con này là màn hình gin, màn gin nha, Super AMOLED. Kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị Full HD cộng. Chạy con chip là Exynos 9611. Bộ nhớ lưu trữ 128GB, RAM là RAM 6GB. Con này sử dụng pin 4000mAh.
hỗ trợ sạc 15W đuôi sạc taxi, có sạc nhanh cho mọi người luôn ha. Đây là hai số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Máy đang chạy phiên bản Android 13, hỗ trợ 2 sim 2 sóng. Màn hình sáng đẹp, không máu mố, không chạy xước luôn. Cảm ứng thì rất là mượt mà nha mọi người. Về phần chụp hình thì con này camera chính của máy là 48 megapixel, chụp hình nhìn rất là rõ ha. Ngoại hình là vỏ sườn màu xanh bóng nè, rất là bóng đẹp luôn. Đẹp như mới luôn nha mọi người, con này đẹp trên 95-97%. Thì hôm nay bán giá là 3.1 triệu, mã số 780. Con máy này mình cũng chưa có mua được ốp lưng nha, có tặng phụ kiện là cường lực, cốc sạc, cáp sạc và que chụp sim. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy A32, con này màn hình Dream Super AMOLED nữa nè. Những cái dòng màn hình Super AMOLED ha, màn hình nó rất là mắc nha mọi người, màn Dream rất là mắc tiền. Nói chung là không có màn là dưới 1 triệu hết, từ triệu mấy đến 2 triệu, 3 triệu cũng có ha, màn hình Dream Super AMOLED nha. Giá thành nó rất là mắc luôn. Mà được cái là hiển thị nó cực kỳ nét nha mọi người, đây là dòng màn hình có hiển thị sắc nét cực kỳ luôn ha. Màn hình này kích thước là 6.4 inch, hiển thị Full HD cộng. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nha. Chạy con chip là Helio G80. Bộ nhớ lưu trữ 128GB, RAM là RAM 6GB. Phiên bản Android hiện tại của máy này là đạt dài phiên bản Android 11 nha. Đây là hai số may để mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Màn hình sáng đẹp, không áo mố, không chạy xước luôn. Cảm ứng thì mượt mà. Về phần chụp hình thì cam chính của máy này là một cam chính là 640 megapixel nha mọi người. Đây chụp hình nhìn rất là rõ nét ha. Vỏ sườn thì mang cái vỏ này nó hơi chày nhăm nhăm mọi người, cái vỏ nó hơi nhăm nhăm. Cái viền thì rất là đẹp, viền còn dán keo. Thì hôm nay bán con máy này giá 3.2 triệu, mã số là 760. Có tặng phụ kiện đầy đủ nha. Cái này mình có tặng ốp lưng, cường lực sạc, tốc sạc, que chụp sim đầy đủ hết mọi người. 3.2 triệu nha, mã số là 760. Rồi tiếp theo là mình bán một con máy cho mọi người chữa cháy nè. Con này thì giá thành rất là rẻ luôn, 400k, nói chung là nó rẻ hơn một con máy Nokia bàn phím đang bán trên thị trường luôn mọi người. Vivo Y53. Con này là màn hình TFT LCD nha, kích thước của màn hình là con này là 6. Để coi, 5 inch mọi người, con này 5 inch. Đây là hai số may nè. Phiên bản coi hiện tại là 6.0, RAM 2, bộ nhớ lưu trữ 16GB, sử dụng là pin là 2500mAh. Thì con này pin nó hơi kém nha, cái màn hình game nó hơi ngã vàng xíu nha mọi người. Máy này mình sử dụng được tất cả các chức năng nha, xem phim, nghe, gọi Zalo, Facebook, lướt TikTok, nói chung là ok hết. Thì mình bán cho mọi người chữa cháy thôi, chỉ có 400k thôi mọi người, mã số là 813. Thì con này có một cái khuyết điểm duy nhất là pin nó không được cầm lắm ha. Con này gì mọi người cũng có thể để gì sử dụng, hoặc là mình thay một viên pin mới vô cho nó ổn định hơn nha. Giá có 400k thôi mọi người. Mình có tặng sạc thôi nha, chứ không có tặng phụ kiện gì kèm theo hết. Tiếp theo là một con iPhone 7G nha mọi người. Con này là máy quốc tế, không allow luôn. Màn hình Dream sáng đẹp, không áo mố nè. Cảm ứng mượt mà. Về phần cấu hình máy là đang chạy phiên bản iOS 15.8.2. Bộ nhớ lưu trữ 32GB nha. Đây là dòng số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Con này nó có một cái khuyết điểm là nó bị mất cái hư cái nút home chỗ này nè mọi người, cho nên nó không còn sử dụng được chân tay ha. Tình trạng pin hiện tại của máy là 98%. Con này cảm ứng mượt mà, pin rất là, dung lượng pin còn rất là cao nha. Nó hư nút home, mình sử dụng phím mão bình thường nha mọi người. Đây nè, bấm vô trở về đó, không ảnh hưởng gì hết ha. Con này chụp hình nhìn rất là rõ nét nha. Về ngoại hình thì vỏ sườn màu vàng gold, rất là đẹp luôn mọi người. Con này đẹp trên 90% ha. Nó có phẩy rất là nhẹ, những cái nhâm nhâm như thế này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đó, phẩy nhẹ thôi. Thì hôm nay anh bán là con này giá chỉ 1 triệu 3 nha. Rất là rẻ luôn mọi người, một con iPhone 7G máy quốc tế ha, mà chỉ có 1 triệu 3 thôi. Mã số là 756 nha. Cái này mình có tặng đầy đủ phụ kiện cho mọi người luôn. Mọi người đang xem clip thì nhớ bấm cho mình một like để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây, đây là sản phẩm tiếp theo mình muốn gửi đến mọi người, một con Oppo F9. Con này thì màn hình LCD, kích thước của màn hình là 6.3 inch, hiển thị Full HD cộng. Chạy con chip Helio B60 nha. RAM 6, bộ nhớ lưu trữ 128GB, pin của máy là 3500mAh. Đang chạy phiên bản Android là 8.1, máy hỗ trợ 2 sim 2 sóng. Đây là hai dòng số may để mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Màn hình sáng đẹp, không áo mố, không chạy xước nha. Cảm ứng thì mượt mà. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn con này màu đỏ, trên đỏ dưới tím nè mọi người, rất là đẹp luôn. Nói chung là vỏ sườn chưa có chạy xước gì hết ha, đẹp như mới nha.
Giá bán của máy là 1,3 triệu, mã số là 770. Riêng con máy này mình cũng tặng đầy đủ phụ kiện hết nha mọi người, đầy đủ phụ kiện luôn ha. Tiếp theo là một con Oppo A12, con này thì màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.22 inch, hiển thị là HD cộng nha, chạy con chip Helo B35, phiên bản Android hiện tại là Android 9, RAM 3, bộ nhớ lưu trữ 32GB, sử dụng pin 4230mAh, con máy này pin rất là cầm nha mọi người. Đây là hai cái số may để cho mọi người đối chiếu lúc nhận hàng nè. Đó, màn hình thì sáng đẹp nha, không ám mố, không chạy xước, không có đốm gì hết luôn, cảm ứng mượt mà. Về phần chụp hình thì cam chính của máy là 13MP, con này chụp hình nhìn cũng rất là rõ nét nè. Ngoại hình thì màu xanh ngọc, lưng này lưng nhám nha, còn dán keo mọi người, lưng này có dán keo, mình nghĩ là lưng này rất đẹp á. Ở đây nó có mẻ một cái đường chỗ này nha, đây nè, để mình chùi vào đó, nó có một nước cái đường nhẹ chỗ này nè, không ảnh hưởng gì nha mọi người, nó bị dính bụi chỗ này nè đó, lưng thì còn dán keo. Giá bán của máy là 1 triệu nha, mã số là 810. Cái này mình có tặng cho mọi người đầy đủ phụ kiện luôn. Và đây là một con Vivo i12s, con này thì màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.51 inch nha, hiển thị là HD cộng, chạy con chip Helo B35. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin máy nè. RAM 3, bộ nhớ lưu trữ là 32GB, phiên bản rồi hiện tại là Android 11 nha, máy hỗ trợ 2 SIM 2 sóng, hai dòng số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Màn hình sáng đẹp, không ám hố, không chạy xước gì hết luôn, cảm ứng thì mượt mà. Con này sử dụng pin 5000mAh, pin rất là trâu luôn mọi người, rất là cầm pin ha. Camera chính của máy là 13MP, chụp hình nhìn cũng rất là rõ nét nha. Về ngoại hình thì vỏ sườn con này nói chung là cũng không có cấn mớp gì hết, nó chỉ bị nổ, nó bị chày đó mọi người, cho chủ chứ không có dán keo ha. Thì hôm nay anh bán con máy này giá 1,2 triệu, mã số là 768. Con máy này mình có tặng đầy đủ phụ kiện nha, ốp lưng, cường lực, cốc sạc, cáp sạc, quay chụp sim đầy đủ nha. RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin 5000, màn hình to 6.51 inch, giá chỉ có 1,2 triệu thôi mọi người, rất là rẻ luôn. Tiếp theo là một con Oppo A16K, màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.52 inch, con này màn hình rất là rộng mọi người, màn hình sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước ha. Phiên bản Android hiện tại là Android 11, RAM 3 cộng 1 nè, bộ nhớ lưu trữ 32GB, sử dụng pin 4230mAh, con máy này pin cũng rất là cầm nha. Và đây là hai số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Màn hình sáng đẹp, không ám hố, không chạy xước luôn, cảm ứng thì mượt mà. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 13MP, con này chụp hình nhìn cũng rất là rõ nét nè mọi người. Đó. Về ngoại hình thì vỏ sườn con này màu đen nhám nha, chưa có chạy xước cắn mớp gì hết, vỏ sườn rất là đẹp luôn. Thì hôm nay anh bán con máy này với giá là 1,4 triệu, mã số 783, có tặng phụ kiện đầy đủ hết luôn nha. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy A02, màn hình TFT LCD, kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị là HD cộng, chạy con chip MT6739W, RAM 3, bộ nhớ lưu trữ là 32GB, sử dụng pin 5000mAh, con máy này pin rất là trâu luôn mọi người. Đây là hai cái số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng ha. Máy đang chạy phiên bản Android 11, hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng. Màn hình sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước nè, cảm ứng mượt mà. Về phần chụp hình thì cam chính của máy là 13MP, con này chụp hình nhìn cũng rất là rõ nét nha. Ngoại hình thì vỏ sườn màu vàng, màu này màu cam mọi người, màu cam nhám ha. Cái kính camera nó có một cái đường nứt nhẹ chỗ này nha, nhưng không ảnh hưởng, nó nứt giữa hai cái cam mọi người, cho nên không ảnh hưởng gì tới chụp hình nha. Màu cam. Thì hôm nay anh bán con máy này với giá là 900k, mã số là 800. Máy này có tặng phụ kiện đầy đủ hết luôn nha. Tiếp theo là một con Vivo U10, màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.35 inch, hiển thị là HD cộng, chạy con chip NAP665, phiên bản Android hiện tại là Android 9 nha. Đây là hai số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. RAM 4, bộ nhớ lưu trữ 64GB, pin của máy là 5000mAh, con máy này pin rất là cầm luôn mọi người, rất là trâu ha.
Màn hình sáng đẹp, không ám ố, không chảy xước, cảm ứng thì mượt mà. Về phần chụp hình thì cam chính của máy là 13 megapixel, con này chụp hình nhìn cũng rất rõ nha. Ngoại hình vỏ sườn hơi xấu, chảy xước khá là nhiều, cái này bị chảy thôi mọi người chứ không có cấn mớp nước bể gì nha. Thì hôm nay anh bán con máy này với giá là 1,2 triệu, mã số là 793. Có tặng đầy đủ phụ kiện hết luôn nha mọi người. 1,2 triệu mà được RAM 4 nè, bộ nhớ là 64GB, pin 5000, những con máy đó rất là rẻ nha mọi người. Rồi, tiếp theo là một con Oppo A9 2020 nha. Màn hình là TFT LCD, kích thước của màn hình 6.5 inch, hiển thị HD cộng. Máy đang chạy con chip Snap 665. Phiên bản Android hiện tại là Android 11, RAM là RAM 8+3. Bộ nhớ lưu trữ 128GB, con này sử dụng pin 5000mAh nha, đuôi sạc taxi, có sạc nhanh cho mọi người luôn nè. Đây là hai cái dòng số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nha. Đó. Màn hình sáng đẹp, không ám ố, không chạy xước gì hết, cảm ứng thì mượt mà. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 48MP, con này chụp hình nhìn rất là rõ nét luôn. Vỏ sườn màu xanh bóng nha, rất là bóng đẹp, chưa có chạy xước cấn mớp gì hết nè. Thì hôm nay anh bán con máy này với giá là 2,1 triệu, mã số 792. Tiếp theo là một con Oppo F5, này mình bán cho mọi người chữa cháy thôi mọi người. Nguyên con máy zin luôn nha, màn này màn zin nè. Màn zin có khuyết điểm, đây. Đây nó có một cái đốm mực nhỏ chỗ này ha, chính đây nó có những cái viền nha, đó, chỗ này, hai đốm. Chung là đây là màn zin nha. Nguyên một con máy zin luôn. Màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là con này tầm khoảng 5 inch 5 mọi người, 5 inch 5 đến 6 inch ha. Chạy con chip Helio B23, RAM 4 nè, bộ nhớ lưu trữ 32GB, sử dụng pin 3200. Phiên bản Android hiện tại là Android 7.1 nha. Hiện tại con này về mình cứ lắp sim vô xài thôi mọi người, sử dụng được tất cả các chức năng ha, xem phim, nghe, gọi Zalo, Facebook, Đức, TikTok còn ngon lành hết luôn. Là giá bán là 700k nha, mã số 816. Hiện tại con này mình chỉ có tặng sạc cho mọi người thôi ha, sạc cho quay chụp sim, không có phụ kiện ốp lưng và cường lực nha. Và đây là một con Redmi Note 10S, con này là màn hình pin nè mọi người, màn hình pin Super AMOLED luôn. Kích thước của màn hình con này là 6.4 13 inch, hiển thị là Full HD cộng, chạy con chip Helio G95, bộ nhớ lưu trữ 128GB nha. Phiên bản Android hiện tại là Android 13, RAM của máy là RAM 8+3 nè. Con này thì sử dụng pin 5000mAh, hỗ trợ sạc lên đến là 33W, đuôi sạc nhanh, đuôi sạc taxi mọi người, có sạc nhanh cho mọi người luôn ha. Thì những cái dòng máy nào có hỗ trợ sạc nhanh mình sẽ tặng cho mọi người cái bộ sạc. Ở đây mình tặng là tặng chung một dòng sạc nhưng mà nó có hỗ trợ sạc nhanh cho mọi người luôn nha. Đây là hai số máy để mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Màn hình thì sáng đẹp, không ám ố, không chảy xước gì hết, cảm ứng mượt mà. Con này camera cũng nằm ẩn trong màn hình luôn nha, nhìn cái màn nó tràn viền nhìn rất là đẹp. Camera chính của máy là 64MP, con này chụp hình nhìn rất là rõ nét nha. Về phần ngoại hình, vỏ sườn con này màu trắng bóng đó mọi người, lưng còn dán keo rất là bóng đẹp ha. Nó có hỗ trợ tia hồng ngoại nè, mình có thể dùng để điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà nha. Thì hôm nay anh bán con máy này với giá là 2,8 triệu, mã số 750. Hiện tại mình không có ốp lưng của dòng máy này ha, phụ kiện kèm theo gồm có là cốc sạc, cáp sạc về chụp sim, có cường lực luôn nha mọi người. Là giá 2,8 triệu, mã số 750. Và ở đây mình còn một con máy nữa ha, Vivo i17s. Con máy này thì lúc mình mới mua nó đẹp lắm mọi người, mình lỡ tay mình nó bị rớt hay nó cắn một góc như thế này. Thì hôm nay anh bán con này mình bán cho mọi người là 2,2 triệu thôi. Nói chung là do nó cắn cái góc nó mẻ đó mọi người. À, đợi mình chút xíu nha, mình đang mở nguồn máy lên nè. Thì con này mình bán 2,2 triệu, mã số là 721 nha, mình bán giảm giá cho mọi người luôn. Để mình mở nguồn lên rồi mình sẽ cho mọi người xem cái phần hình ảnh bên trong nha. Ngoại hình thì nói chung là vỏ sườn con này là đẹp, đúng ra đẹp hoàn hảo luôn mọi người, nhưng mà do mình làm cấn mớp cái góc chỗ này rồi ha. Con máy này hiện tại thì ở một số cửa hàng đang bán đâu đó là gần 4 triệu mọi người. Nói chung là thiếu 1-2k nữa là 4 triệu ha. Màn hình là màn hình IPS LCD nè, kích thước của màn hình là 6.56 inch. Con này màn hình rất là rộng nha.
hiển thị là HD cộng để mình tăng độ sáng lên luôn nè. Con này nó rất là sáng đẹp. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy. RAM của máy là RAM 4+4, bộ nhớ lưu trữ 64GB, sử dụng phiên bản RAM 13. Thì con này sử dụng pin là 5000mAh. Hỗ trợ sạc 15W, đuôi sạc Type-C có sạc nhanh cho mọi người luôn nha. Đây là hai số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Màn hình thì sáng đẹp, không ống mố, không chạy xước, cảm ứng mượt mà. Về phần chụp hình thì cam chính của máy là 50MP, mình sẽ test cam cho mọi người xem luôn nè. Đó. Rất là rõ luôn mọi người. Thì hôm nay anh bán con máy này giá là 2.4 triệu nha, 2.2 triệu mọi người, mình giảm 200k cho mọi người con máy này luôn. 2.2 triệu, mã số là 721. Rất là rẻ mọi người, có tặng đầy đủ phụ kiện luôn ha, có luôn cả cái hộp nè, hộp này là hộp zin của máy luôn mọi người. Có hộp luôn, đầy đủ phụ kiện, hộp cường lực, cốc sạc, cáp sạc, que chụp sim, nói chung là tặng đầy đủ hết. Bây giờ mình sẽ tắt nguồn con máy này, mình sẽ để vô trong này lại ha. Để nhiều khi mình test mà mình quên tắt nguồn mọi người, mình để một thời gian cái nó không còn pin nữa nha. Con này mình tắt nguồn là mình bấm nút nguồn và nút tăng âm lượng nè. Đó. Rồi, video của mình đến đây là hết ha. Mọi người mua hàng thì nhớ để lại comment bên dưới phần bình luận nha. Hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại mình ghi trên góc màn hình 0396789566. Số này mình có sử dụng Zalo nữa, mọi người cũng có thể nhắn tin qua Zalo cho mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Mọi người nhớ bấm cho mình một like để ủng hộ mình nha. Nhớ bấm vào cái chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất khi mình cập nhật video mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại mọi người trong các video tiếp theo.